Xin chào quý vị đã trở lại câu chuyện ngắn của tác giả Andrew Morgan. Cái mối liên hệ giữa công ty phá sản, công ty sàn điện tử FTX và đất nước Ukraine đảng Dân Chủ như thế nào? Liệu có điều gì đó, một bức màn không hay cho một nhóm thanh niên vượt trội cái khả năng của mình? Tất cả câu chuyện đều tới viện trợ cho đất nước Ukraine và công ty phá sản FTX như thế nào? Hồi cái tháng 3, chính phủ Ukraine thành lập một trang web quyên góp mã kim cho Kiev chuyển đổi các khoản quyên góp bằng tiền điện tử Digital Token thành tiền định danh gửi tới ngân hàng quốc gia của Ukraine. Chính phủ Ukraine đã duy trì mục tiêu là 200 triệu Mỹ kim. Đến cái tháng 10, chính phủ này đã huy động hơn 60 triệu Mỹ kim. Cái số tiền quyên góp này đã sử dụng để mua mọi thứ cần thiết trong lực chiến tranh, chẳng hạn như súng ống, súng trường, kỹ thuật số, vật tư y tế, khẩu phần ăn, giải chiến nhiên liệu, trang phục quân sự và các vật dụng quan trọng khác. Cái sáng kiến được mang tên viện trợ cho Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của công ty sàn tiền điện tử FTX, công ty đặt cược mã kim, khóa các đồng tiền mã hóa để nhận phần thưởng Everstake và sàn giao dịch Kuna của Ukraine. Bộ chuyển đổi kỹ thuật Ukraine đã bảo trợ cho cái sáng kiến này. Trong hồi cái tháng 3, ông Ben Manfrey, người đứng đầu của công ty FTX cho biết, cuộc xung đột của Ukraine đã bắt đầu. Công ty FTX cảm thấy cần phải hỗ trợ bằng mọi cách có thể, bằng cách thiết lập đường thanh toán và tạo cái điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi mã kim quyên góp trở thành tiền pháp định là tiền fiat. Chúng tôi đã trao cho Ngân hàng Trung ương Ukraine cái khả năng cung cấp viện trợ và nguồn lực của những người cần nhất. Chúng tôi biết ơn cơ hội làm việc với ông Sherry, nhóm Everstack khi họ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ giúp đỡ người dân Ukraine trong lúc họ phải gánh chịu cuộc xung đột này. Chỉ vài ngày sau sự hợp tác của Ukraine và công ty FTX được khởi động, ông Biden đã công bố thêm 800 triệu Mỹ kim hỗ trợ an ninh cho Ukraine, nâng tổng số tiền quyên góp lên là 2 tỷ Mỹ kim từ những ngày đầu khi chính phủ này đã bắt đầu cuộc chiến. Tổng cộng, người Mỹ ước tính Hoa Kỳ đã trao cho Kiev, Ukraine 60 tỷ Mỹ kim. Những cái bức màn đen tối nó sẽ bắt đầu lộ diện. Và có vẻ như chính quyền của Biden, sự bảo kê công ty này họ sẽ chính thức get away là bởi vì truyền thông. Đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.